Vách ngăn hai mặt chưa đầy 300k trên một mét vuông, riêng những anh chị em nào thầu thợ hay là các bên thi công, các bên cửa hàng, nhà Haroma chiết khấu chỉ còn có hơn 200.000 thôi, bé tí xíu. Mà anh chị em ơi, cái này nhỉ, thi công nó nhanh chóng, đơn giản và dễ dàng. Anh chị em nhìn này, hai mặt đều là vân gỗ đẹp luôn nha. Đó, phụ kiện thì không có gì nhiều, chỉ có cái cây chân đế này và tấm thôi anh chị em ạ. Đây, mọi người nhìn ở đây mặt cắt giúp hạ này. Đấy, mặt cắt của tấm này được thiết kế là dạng lỗ tổ ong như thế này, nên là khi nhà mình thi công ấy và sử dụng, nó sẽ làm hạn chế tiếng ồn, hạn chế phân tán tiếng ồn. Khả năng chịu lực thì tuyệt vời rồi anh chị em ạ. Đó, và thiết kế là dạng hèm khóa dương, hèm khóa âm như thế này, nên là khi nhà mình thi công ấy là anh chị em nhà mình nắp ghép hèm khóa âm dương. Đây, hạ nắp ghép cho anh chị em nhà mình xem nha. Đó, không cần phải khoan bắt vít luôn nhà mình ạ. Đấy, nắp ghép hèm khóa âm dương, và sau khi mà ghép xong, anh chị em nhìn mặt cắt giúp hạ này, quá là đẹp luôn đấy mọi người ạ. Giả vân gỗ nhá, nhìn vân gỗ cả tấm cùng với hạ này, rất là đẹp luôn. Nhà Haroma thì có tận 6 màu cho anh chị em nhà mình lựa chọn, nên là anh chị em nhà mình sẽ được lựa chọn theo phù hợp theo cái thẩm mỹ của từng lứa tuổi luôn. Đó, bản rộng này của nó sẽ là 40cm, nên thi công của nó cũng sẽ nhanh hơn. Chiều dài thì đang có sẵn là 3m hoặc 3m rưỡi. Đó, độ dày của nó là 26mm như thế này, rất là dày dặn luôn anh chị em ạ. Phụ kiện đi kèm của nó sẽ có cái chân đế này thôi. Anh chị em nhà mình khoan bắt vít trực tiếp cái chân đế này xuống nền, cứ khoảng cách 30-40 phân anh chị em nhà mình lại khoan một cái mũi khoan bắt xuống dưới nền và lên trên trần, sau đó thì luồn tấm vào và cứ như vậy lắp ghép như vừa rồi. Đấy. Cuối mỗi cái bức tường thì anh chị em nhà mình sẽ sử dụng cái cây chân đế này để làm khung cửa hoặc là làm bức tường luôn, lắp ghép luôn thì nó sẽ rất là đẹp luôn anh chị em nhé. Anh chị em nhà mình quan tâm tới bộ màu cũng như là bảng giá chiết khấu thì liên hệ ngay trực tiếp đội ngũ của Haroma để được báo giá nhé. Follow kênh để cập nhật xuống vật liệu mới nhé.